Sa hè mình có một cây đào trái rất là nhiều, năm nào cũng trái rất là nhiều, mà nó bự tới 2-3 ngón tay là bị sâu ăn hết, không còn một trái nào, cho nên là cây này là chưa ăn được lần nào hết. Năm nào năm nấy trái nhiều dữ lắm luôn. Còn bên đây là cây này là nên là bên Việt Nam người ta gọi là mận Hà Nội gì đó, mà bữa hổm trời mưa bão nó gụng quá trời gụng luôn, gụng gần nửa cây luôn á, quá sợ luôn. Cây này hồi năm rồi thì không có trái nào hết trơn, mà năm này trái nhiều, mà mới bữa hổm mưa bão gió quá trời rồi nó rụng hết gần nửa cây luôn, trái cũng còn nhiều lắm. Trái còn trên cao không? Xuống nè.